Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa tổ chức khai mạc triển lãm Châu Á, những sắc màu văn hóa tại phòng trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam ở số 25 Tôn Đản, Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2013. Không gian văn hóa cổ xưa hiện lên với hơn 100 cổ vật, hiện vật có nguồn gốc từ 10 quốc gia châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Đã góp phần giúp người dân có cái nhìn rõ nét hơn về đặc điểm, nét độc đáo cũng như sự giao thoa giữa các nền văn hóa ở mỗi quốc gia châu Á, thể hiện qua từng đường nét, sắc thái trong mỗi cổ vật ở các quốc gia tham dự lần này. Đây là những hiện vật tiêu biểu được chế tác bằng nhiều chất liệu như đồng, gốm, đá, bạc, đất nung với nhiều loại hình khác nhau về vật liệu kiến trúc, đồ gia dụng, đồ trang trí, thờ cúng, vân vân. Việt Nam khoe sắc bằng nghề đúc đồng, vốn được biết đến từ thời kỳ dựng nước và phát triển rực rỡ ở thời văn hóa Đông Sơn. Trải qua thời gian cùng sự phát triển của nó, nghề đúc đồng đã đạt tới độ tinh xảo, thể hiện qua sưu tập đồ thờ bằng đồng thời Lê Nguyễn, thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Những cổ vật có giá trị không chỉ về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần bởi sự tinh xảo trong kỹ thuật chế tác được các nghệ nhân xưa của các quốc gia châu Á thực hiện đã góp phần làm phong phú hơn sắc màu văn hóa vốn được đánh giá cao trên thế giới. Tôi cho rằng đây là một cái đây hiện vật để chúng ta làm quen, để biết được và tìm ra được cái mối quan hệ giữa cái nền văn hóa cổ của ta với nền văn hóa các nước ở phía Bắc và các nước ở phía Tây. Qua đây thì những người chơi thì sẽ phân biệt được là đâu là văn hóa Việt Nam, đâu là văn hóa Trung Quốc, Campuchia, Myanmar hoặc Thái Lan. Thế nhưng mà bạn thấy nó có cái hay, bạn cảm thấy nó có, giữa các nước trong khu vực nó có sự giao lưu. Tao nhìn dưới giữa tượng Phật ấy, bằng đá trăm pa nó có một cái giao lưu, hình như nó gần nhau cho nên có sự giao lưu văn hóa. Đôi khi không cẩn thận thì nhầm đấy, mình tưởng cái này là đồ trăm pa của mình nhưng lại nó là của Campuchia, cho nên là đấy là cái cảm nhận đầu tiên và thấy là rất đặc sắc. Triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng hội nghị lần thứ tư Hiệp hội các bảo tàng quốc gia châu Á 2013, gọi tắt là INMA4, diễn ra tại Hà Nội. Dự kiến triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết tháng 1 năm 2014.